Với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2022 đã khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội. 410 doanh nghiệp quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia hội chợ. Điểm mới của Việt Nam Expo năm nay là sự góp mặt của các doanh nghiệp logistics trong khu trưng bày quy mô mang tên Dịch vụ Logistics Việt Nam. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2022, bên cạnh các gian hàng trực tiếp, gian hàng trực tuyến cũng được triển khai song song, thực hiện giao thương trực tuyến thực tế ảo trên nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Chúng tôi rất tự hào về quy mô khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc, vẫn là khu gian hàng lớn nhất trong sự kiện Việt Nam Expo 2022. Việt Nam hiện được đánh giá cao và là thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tôi tin tưởng tại Việt Nam Expo 2022, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có thêm cơ hội hợp tác mới, sâu rộng hơn. Sau một thời gian dài dịch bệnh thì đem lại một giá trị rất là lớn đối với khi tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp cận trực tiếp tới các khách hàng tiềm năng của mình, là một kênh để chúng tôi có thể quảng bá thương hiệu của An Phát. Việt Nam Expo 2022 có sự hiện diện của Hàn Quốc với tư cách là quốc gia khách mời danh dự. Với quy mô hơn 75 doanh nghiệp trên diện tích trưng bày hơn 300m², đây là năm thứ 23 liên tiếp Việt Nam Expo có sự góp mặt của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội. Hôm nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ giao thương nội thất Việt Nam 2022. Thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ. Với chủ đề Furniture Sourcing Day, sự kiện năm nay đã thu hút 800 đại biểu, đại diện cho hơn 500 doanh nghiệp ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế về tham dự, triển lãm các sản phẩm mới, thiết kế nổi bật của các nhà sản xuất Việt Nam, chuỗi cà phê kết nối theo các chuyên đề Indoor, Outdoor, Sofa, Tủ bếp. Song song đó có hơn 100 gian hàng trực tuyến với hệ thống showroom 360 trực quan, sống động, giúp các doanh nghiệp và người mua có thể trao đổi, xúc tiến các cuộc gặp mọi lúc, mọi nơi, mở rộng, tìm kiếm thị trường cả trong nước lẫn nước ngoài. Ngoài ra còn có các hoạt động bên lề, bao gồm các tọa đàm, hội thảo về chuỗi cung ứng vật liệu nội thất, xu hướng vận tải xuất nhập khẩu trong điều kiện mới, chuyển đổi số trong ngành gỗ. Cũng trong ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tổ chức diễn đàn trao đổi về vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển hệ thống thực phẩm và nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập, vai trò của doanh nghiệp được đánh giá là hạt nhân đầu tàu giúp thúc đẩy nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, mới chỉ có 8% doanh nghiệp cả nước hoạt động ở lĩnh vực này do ngành nông nghiệp vốn chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết và dịch bệnh. Phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên hiệu quả chưa cao. Trong giai đoạn tới, bên cạnh sự hỗ trợ từ bộ ngành, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cũng sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp trong việc triển khai chương trình mới và thực hiện khuyến khích việc áp dụng các kỹ thuật thân thiện với môi trường, cải cách để triển khai các giải pháp kỹ thuật số trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng khả năng tiếp cận tài chính cho sản xuất công nghệ cao, quy mô lớn, áp dụng công nghệ bền vững và tiêu chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, đợt mưa lũ bất thường vào đầu tháng 4 vừa qua đã khiến cho hàng trăm hecta dưa hấu của tỉnh Quảng Nam rơi vào tình trạng héo lá và chết dần. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa sẽ đến kỳ thu hoạch và dù người nông dân đã tìm đủ mọi cách xoay sở để cứu ruộng dưa, nhưng vẫn không thành. Trong đợt mưa lũ bất thường vừa qua đã khiến gần 500 hecta dưa hấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại, trong đó riêng huyện Phú Ninh có đến 295 hecta. Chúng tôi đã chỉ đạo các xã thì hướng dẫn cho người dân để làm lại vụ mùa mới. Hiện nay các xã đang đi tới từng hộ dân thiệt hại, đặc biệt cây dưa, thống kê các trường hợp, rồi diện tích, rồi đề xuất cái hướng hỗ trợ. Trước mắt là các ngành của địa phương, của huyện và các ngành nông nghiệp và các xã thì đã trực tiếp hướng dẫn cho dân để khôi phục sản xuất, loại bỏ cây chết, rồi tiếp tục là khôi phục lại sản xuất của vụ mới. Huyện Phú Ninh được xem là thủ phủ dưa hấu của tỉnh Quảng Nam và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dưa hấu Kỳ Lý vào năm 2009. Do vậy, tỉnh Quảng Nam cần sớm có chính sách hỗ trợ vật tư phân bón và giống cây trồng để giúp người dân nhanh chóng canh tác trở lại nhằm cứu lại mùa màng bị thiệt hại. Bởi hiện nay, giá cả vật tư nông nghiệp đang có xu hướng tăng cao và vượt qua tầm hỗ trợ của chính quyền huyện và xã.
Hôm nay tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị ra soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, nhất là lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai. Thời gian gần đây, các cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 vụ án liên quan đến sai phạm đất đai. Đây chỉ là 2 vụ án ban đầu, thời gian tới sẽ còn tiếp tục xử lý nghiêm một số vụ việc sai phạm xảy ra trong nhiều năm liên quan đến đất đai trên địa bàn. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với chức năng nhiệm vụ của mình, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư, nhất là trên lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, thu hồi đối với những diện tích đất công không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. Bởi sử dụng lãng phí đất đai được xem là lãng phí lớn nhất. Cùng với đó, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với xây dựng đội ngũ cán bộ, cần lựa chọn những người có năng lực, đạo đức, không tham nhũng tiêu cực, hành động vì cái chung. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, hiện trên địa bàn có gần 100 dự án chậm triển khai. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để thu hồi dự án này gặp khó khăn do vướng một số quy định của pháp luật.